Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ và mình là Kiều Oanh. Người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Oanh sẽ giới thiệu tới các bạn công dụng của dòng sản phẩm nấm linh chi túi đỏ đến từ Hàn Quốc trong việc là hỗ trợ ngăn ngừa căn bệnh ung thư cũng như là cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho người đang trong quá trình điều trị ung thư thưa các bạn đến hiện tại thì chúng ta vẫn biết rằng ung thư là một trong những căn bệnh vô cùng nguy hiểm và phương pháp các phương pháp để chữa trị căn bệnh này thì cũng vô cùng là tốn kém đúng không ạ chính vì vậy làm thế nào để ngăn chặn căn bệnh này luôn là vấn đề trên hết được chúng ta quan tâm và uh, tại hàn quốc thì dòng sản phẩm nấm linh chi là một trong những dòng sản phẩm hàng đầu được sử dụng để ngăn ngừa căn bệnh ung thư và đặc biệt đối với những người mà đang trong quá trình điều trị ung thư uh, bằng xạ trị hay bằng hóa chất thì nấm linh chi cũng là một trong những loại sản phẩm được họ ưa chuộng sử dụng bởi những tác dụng những dưỡng chất mà dòng sản phẩm này mang lại Nấm linh chi được biết như là một trong những loại thần dược hỗ trợ tăng cường sức khỏe vô cùng hiệu quả tại Hàn Quốc. Trong nấm linh chi thì chứa nhiều hoạt chất cũng như là cho đến 119 hợp chất có trong dòng linh chi này. Các hợp chất Gemadium có trong dòng sản phẩm nấm linh chi này thì có khả năng là ngăn chặn các tế bào ung thư lớn lên, đồng thời là nó cũng hỗ trợ làm kéo các tế bào ung thư đi bên cạnh đó thì đối với những người mà đang trong quá trình điều trị ung thư chắc chắn chúng ta sẽ phải trải qua những đợt xạ trị cũng như là phải uống nhiều thuốc vào trong cơ thể đúng không ạ và với việc như thế này thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta mặc dù là điều trị hiệu quả nhưng sức khỏe của chúng ta cũng đi xuống và cơ thể phải chịu những tác động không đáng có của thuốc mà tác động lên người của chúng ta và thậm chí trong quá trình điều trị ung thư với sự ảnh hưởng của hóa chất và xạ trị còn khiến cho cơ thể của chúng ta yếu đi trông thấy um, vì chính vì vậy mà dòng sản phẩm nấm linh chi được xem như là một trong những sản phẩm tuyệt vời trong việc là hỗ trợ cung cấp các dưỡng chất cần thiết đồng thời là giảm sự tác động tác hại của các hóa chất và xạ trị lên cơ thể của chúng ta và với sản phẩm này thì một nghiên cứu tại Hàn Quốc cũng như là nhiều nghiên cứu khác thì đã chứng minh rằng là với những nhóm người đang điều trị ung thư và muốn ngăn ngừa ung thư khi sử dụng dòng sản phẩm này có hiệu quả hơn so với những khách hàng không sử dụng đặc biệt với những khách hàng đang trong quá trình điều trị ung thư phải chịu tác động của hóa chất và xạ trị khi sử dụng nấm linh chi thì sức khỏe của họ được cải thiện lên trông thấy đồng thời là cũng như da rẻ của họ hồng hào hơn và họ không còn phải chịu quá nhiều các cơn đau đớn trong quá trình xạ trị hay là đối với những khách hàng mà muốn ngăn chặn căn bệnh ung thư thì khi sử dụng dòng sản phẩm nấm linh chi này sức khỏe của họ tốt lên trông thấy cũng như là việc các tế bào ung thư của họ thì dần dần biến mất và như vậy có thể thấy những công dụng tuyệt vời mà dòng sản phẩm nấm linh chi mang lại đối với người dùng đúng không ạ? Và cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn còn khá nhiều khách hàng thắc mắc rằng với một sản phẩm tuyệt vời như thế này thì nên dùng như thế nào. Kiều Anh cũng sẽ chia sẻ kỹ hơn. Đó chính là với dòng sản phẩm nấm linh chi có địa có thể chất khá là cứng, vậy nên cách tốt nhất để chúng ta dùng đó chính là sắc và uống trực tiếp nước và để tận dụng được hết những công dụng và tác dụng mà sản phẩm nấm linh chi mang lại thì các bạn hãy nhớ kỹ cho kiểu anh trong quá trình đun thì phải đun thật kỹ cũng như là đun trong một thời gian lâu từ 15 cho đến 20 phút để các hợp chất hòa vào trong nước cũng như là trong quá trình chúng ta uống thì sẽ được tốt hơn. Ngoài cách dùng sắc trà thì các bạn cũng có thể là dùng trực tiếp nấm linh chi để chế biến vào món ăn của mình và um, quan trọng hơn là để mua được dòng sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất thì các bạn hãy nhớ liên hệ tới hotline của Korea Shop 24h là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí hoặc các bạn cũng có thể là nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm và cuối cùng các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm nấm linh chi túi đỏ đến từ Hàn Quốc. Và hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.